Xin kính chào toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Khải Đăng ở Hải Phòng. Khải Đăng ô tô chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe đã có sử dụng từ 2 đến 16 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào muốn mua xe hay muốn bán xe liên hệ với em số điện thoại 0326062789. Địa chỉ của em là lối ra vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng giao với quốc lộ 10, chân cầu Tiên Cựu thôi, rất dễ tìm. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc nào phù hợp liên hệ với em số điện thoại 0326062789. Ngày hôm nay em sẽ báo giá nhanh toàn bộ tất cả xe có mặt hiện tại đang có mặt tại Khải Đăng ô tô để cho anh em mọi người cùng theo dõi xem chiếc nào phù hợp thì liên hệ với em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em cũng như gửi video chính xác từng chi tiết một cho anh em nhé. Bên em về rất nhiều xe nên là tranh thủ báo giá nhanh cho anh em để anh em có thể kịp theo dõi. Hiện tại thì đây là chiếc Kia Morning SI đời 2017 số sàn, số tự động zigzag anh em nhé. Con này thì lốp năm mới đăng kiểm dài tháng năm 2021 cơ. Màu xanh tím than, màu nguyên bản của chiếc xe. Bản đủ, phanh ABS, túi khí đầy đủ hết. Phím bấm vô lăng kia, hộp số zigzag này. Màn hình cam đùi không thiếu một cái gì. 325 triệu đồng. Em đến thì alo cho em để lấy chiếc này về phục vụ gia đình. Rất là đẹp nhé, không đâm đụng ngập nước gì, ngon luôn. Đăng kiểm tháng 4 năm 2021, dài miên man, biển Hải Phòng. Tiếp theo đó là biết biển Quảng Ninh, con này cái này đời 2015, số sàn. Độ này là 1 chấm hết anh em ạ. Con này 1 chấm nhé. Thì xăng thì nó ăn tầm 5 lít đến 6 lít trên 100 km. Con này thì bản thiếu 245 triệu đồng. Biển Quảng Ninh, nội thất rất là tươi mới anh em nhìn này. Sướng luôn, nhìn sướng luôn. Đó. Hôm nay trời rất là rét. Gió rất là to à. Đang phục vụ bà con cô bác đây. Anh em nào mới xem nhớ đăng ký kênh để em có động lực nhé. Tiếp theo là chiếc Hyundai i10 biển Bắc Linh. Con này đời 2015. À 2014, cái con này 2015 nhé. Con này 2015 nhập khẩu Ấn này. Con này 2014 nhập khẩu Ấn này. Bản đủ, con này bản đủ 268 triệu thôi. Như con này 268 triệu. Con này bản đủ như con này 2014 này. Con này 2014 bản đủ, phím bấm đầy đủ hết. Túi khí ABS không thiếu gì nhá. Màu bạc. Đăng kiểm tháng 4 năm 2021 cơ, rất là mới. Tiếp theo là đến ông cụ này. Biển Hải Phòng, con này thì 2015 nhập khẩu Ấn Độ, bản đủ 282 triệu. Đấy, con này thì có cái bọc vô lăng rất là xấu. Tốc em sẽ vứt đi và thay cái khác nó đẹp hơn. Nào cái vô bọc vô lăng vào đây trông nhìn nó xấu cả xe này. Đó, bản đủ. Đấy, ghế ra đầy đủ hết này. Đấy, em sẽ báo giá nhanh qua thôi. Anh em nào nhìn thấy con nào vừa vừa mắt phát là alo cho em và em sẽ gửi video chi tiết cho anh em nhé. Đi Bugencha đời 2008, số sàn, máy 1.5, biển Quảng Ninh, 158 triệu đồng. Màu bạc rất là đẹp, form dáng rất là yêu. Đó. Tiếp theo là chiếc Lancetti DU Lancetti đời 2005, số sàn máy 1.5. Hiện tại chiếc này bán thì cực yêu, giá cực yêu cho anh em rồi. Có 135 triệu đồng thôi, anh em có thể rước em lấy về làm dâu. Hai sedan hai đầu anh em vẫn chạy dịch vụ ok nhá. Máy 1.5 thôi, biển Hải Dương. Nhìn cái cả đằng trước trông như BMW. Nhìn rất là yêu. Đăng kiểm tháng 1 năm 2020. Chevrolet Spark đời 2011. Đấy, 2011 thì chiếc này thì biển 12, hình như là Lạng Sơn hay sao ấy. Lốp mới này, na đăng đúc đầy đủ, màn hình cam đùi không thiếu gì. Con này đang bán 114 triệu đồng anh em nhé. Nội thất rất là mới, máy rất là khỏe, trông màu trắng nó không được yêu lắm, anh em mà dán bộ tem vào thì nhìn nó sẽ mượt hơn. Đăng kiểm dài tháng 5 năm 2020. Đây chiếc dây vàng cát, dây DX, con này đang bán với giá hơn 100 triệu thôi, chưa biết chính xác là bao nhiêu tiền nhưng mà tầm 130 mấy hay 150 mấy gì đấy. Đời 2001 anh em ạ, 2005 nhỉ, em không nhớ lắm. Con này 2001, biển Hải Dương. Đó, rất đẹp, nội thất rất là mới nhá, bọc ghế da mới tinh. Em mở cửa cho anh em xem. Đấy, cửa mở rất là ok, màn hình cam nùi không thiếu gì nhá. Này, ghế da mới bọc nhìn rất là đẹp sang trọng, trần thì nguyên bản. Đó, liên hệ với em đi. Kia Carrera này đã khách cọc tiền rồi,
không nói nữa, đời 2015 3.45 triệu gì đó. Đó, chiếc này thì Vios đời 2009, số sàn. Con này đi mua lưng Fune nhá, 222 triệu. Màu đen, là đang đúc, lốp nắp mới. Đăng kiểm cũng khá là dài, tháng 3 năm 2020. Đây, siêu phẩm Nasetti SE nhập khẩu Hàn Quốc, biển Lai Châu. Chiếc này hiện tại đang bán với giá 238 triệu đồng đời 2009 anh em ạ. Nhập khẩu. Xe nhập khẩu nhìn form dáng nó yêu thế này em ạ. Sáng sủa, rất là đẹp. Cực kỳ đẹp chứ không phải là rất là đẹp mà cực kỳ đẹp. Em sẽ mở cánh cửa con này tí. Đây. Đấy anh em nhìn này, dán đề can nhìn rất là đẹp nhá, form dáng cực kỳ yêu luôn. Cửa đóng nhẹ phát nó hít ngay này anh em này. Nó hít cái phịch phát đấy. Ôi giời. Con này nữa này, anh em nhìn này. Đấy, nó hít lắm. Cái này đóng mạnh tí. Đây, Kia Morning đời 2012. Số sàn máy 1.0. Đấy, form siêu nhân, sport. Cái radar đang đúc kiểu siêu anh hùng. Con này thì màu xanh bán giá 168 triệu đồng. Hyundai Getz nhập khẩu Hàn Quốc, biển 98, Bắc Giang. Màu xanh nước biển, cũng không phải xanh nước biển mà xanh này là xanh da trời đi. Chiếc này hiện tại đang bán đời 2009 nhá. Lốp nắp 4 quả lốp mới tinh kìa. Đăng kiểm tháng 4 năm 2020, không phải làm bất cứ gì, máy gầm cực chất. Riêng con S này em nó khẳng định với các bác nhé. Cực đẹp luôn, trong tầm giá 174 triệu đồng. Đời 2009. Mở cửa cho anh em xem. Đó, anh em nhìn này, nội thất ghế da tất cả đều không khoan đục gì nhá, con này không khoan đục gì. Đây bọn xe gia đình thôi. Đấy, rất là mới. Để xe ở đây rất là bụi bẩn anh em ạ. Ngay đường 10 thôi nên là nó rất là bụi bẩn. Bên em rất là không có cách nào để có thể khống chế cái bụi này. Vì người ta không có che chắn gì. Đó, bên công ty người ta đóng tàu, người ta không cho che. Nên là bên em rất là bụi. Nhìn xe để trông nó rất là xấu, cũng là xe mộc luôn để cho anh em nhìn thấy xe nó cảm giác như nó an tâm hơn. Nhiều anh em mà nhìn thấy xe bóng loáng anh em không thích xe đâu. 174 triệu con này nhá, đời 2009 rất là đẹp, đẹp nhất là con dòng ghế ở đây. Chắc chắn ở đây là chiếc xe đắt nhất ở trong chợ ô tô miền Bắc. Con này là chiếc Hyundai Santa Fe đời 2009 bản MLX, màu xanh ngọc. Hiện tại bán mức giá 525 triệu đồng, máy dầu, tiết kiệm nhiên liệu, máy gầm cực chất, không có một lỗi nhỏ, nội thất mới rất là đẹp. Con này rất nhiều người hỏi. Anh em cứ để đi không bán này. Giờ bắt đầu quyết định bán, lấy Tết lấy tiền tiêu. Đấy, nội thất này anh em nhìn cái da nguyên nhìn không theo xe. Số tự động zig zag này, điều hòa auto, túi khí ABS đầy đủ hết, không thiếu một cái gì, chức năng an toàn. Đấy, anh em nhìn đi. Santa Fe. Santa Fe này 5 chỗ. Đó. Riêng về cái mảng 7 chỗ thì em nghĩ chợ của Khả Năng Ô Tô là số 1 về 7 chỗ luôn. Hôm nay hiện tại bọn em đang bán 5 chiếc rồi và vẫn còn ở đây tầm hơn chục chiếc 7 chỗ này anh em nhìn đi. Tất cả những chiếc 7 chỗ này đều tập trung một chỗ đây cho anh em xem. Đầu tiên là chiếc Innova đời 2007 bản G nâng G. Chiếc này đang bán với giá 236 triệu đồng. 238 triệu đồng, biển Hải Phòng. Nội thất khá là một tươi mới, cho anh em xem tí cái nội thất. Đây anh em này. Đó anh em nhìn đi. Nội thất rất tươi mới nhá. 236 triệu thôi. Quá rẻ cho chiếc Innova 7 chỗ. Cái mùa này là mùa 7 chỗ rồi anh em ạ. Anh em mua về tại dịch vụ gia đình thì cực kỳ an tâm. Đăng kiểm dài tháng 10 năm 2020. Tiếp theo là chiếc Innova đời 2006 G xịn. Con này bán đã có người cọc tiền rồi nhá. Có khách cọc tiền rồi. 288 triệu. Kia Carnet đời 2010, máy 1.6 tiết kiệm nhiên liệu. Con này thì hiện tại anh em máy xăng đang bán với giá 279 triệu đồng. Đẹp lắm nhỉ, nội thất màu vàng đồng này, nhiều bác thích. Tháng 11 năm 2020 hết hạn đăng kiểm, quá là dài luôn. Biển tư nhân, tỉnh Hà Nội, thành phố Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Tỉnh thì nghe, đây là biển tỉnh đây. Biển tỉnh này, con này là xe tư nhân, không có dịch vụ taxi gì. Cực đẹp, đăng kiểm thì sắp hết rồi, tháng 12 năm 2019. Nhưng sẽ hỗ trợ anh em tiền đăng kiểm, một nửa là tiền đăng kiểm đây. Và tiền hồ sơ cho anh em. Chiếc này đang bán 278 triệu đồng, tên tư nhân, chính chủ, ngủ trong xe. Biển 19 Kia Carnet Phú Thọ. Quay luôn cái nội thất con này, nó đẹp lắm. Đây quay ông bằng đồng này trước này.
Đấy, anh em nhìn này. Yêu chưa? 7 chỗ đấy nhá. Quá là yêu luôn. Tiết kiệm nhiên liệu. Nó không như con Innova này, nó ăn tầm 9 lít trên 10 lít. Còn con này, ui ôi, ghế nỉ nguyên bản. Hú vía con. Này, ghế đằng sau thì gặp ra nằm cái giường luôn được anh em này. Con này thì chỉ có ăn 8 lít trên 100 km thôi. Nhưng con này đẹp lắm, là đang đúc này. Nói chung là những cái dòng này thì anh em an tâm rồi. Đây, thích máy dầu, có máy dầu luôn. Biển 98, Hải Dương, Kia Carren. Đời 2007, bản full option, cửa lóc ABS, túi khí đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Con này có cả cửa lóc anh em nhé. Bấm phát là cửa tời ra cho gái thò đầu lên. Anh em nào đưa cái dòng này thì về nhìn nó rất là sang trọng. Túi khí kìa, phím bấm này, vô lăng 4 chấu này, nội thất tươi mới, rất là sáng sủa. Này, anh em nhìn đi, cực kỳ sáng sủa nhé. Chiếc Chevrolet Vivan số tự động này mới về. Biển Thanh Hóa 36, nói chung đăng kiểm tháng 9 năm 2020. Rất là đẹp nhưng em không biết con này bán bao tiền thì hiện tại em chưa cập nhật được. Anh em nào từ giờ ấn chốc, anh em nào cứ alo cho em sẽ báo giá chiếc này cho anh em nhé. Số tự động chắc đó chắc chắn là đời 2009 thì khuôn tầm hơn 200 bao nhiêu gì đó, em không nhớ đâu nhá. Chiếc này anh em chưa báo, vậy thì chưa cập nhật được. Mới về hôm qua thôi. Chevrolet Vivan đời 2008 hay là con này 2007-2009 nhỉ. Nói chung hai con Vivan này mình chưa thuộc giá lắm. Con này thì 179 triệu thì nhớ giá nhưng mà chưa thuộc đời. Màu vàng đồng rất là đẹp, 7 chỗ luôn. Hai chiếc Vivan này, một con số tự động, một con số sàn, con này số sàn nhé. Tiết kiệm nhiên liệu hơn thì 179 triệu đồng. Anh em nào cảm thấy chiếc nào phù hợp thì alo cho em sẽ tư vấn trực tiếp cái giá bán của nó cho các bác. Siêu phẩm Ford Escape máy 2.3 bản tiết kiệm nhiên liệu. Xăng thì anh quanh tầm 10 đến 11 lít trên 100 km. Biển tư nhân, tỉnh Quảng Ninh. Chiếc này nhá, đâm đụng ngập, không ngâm đụng ngập nước một chút nào. Nói chung cái riêng cái bãi này em thấy con này là đẹp nhất về tất cả ngoại hình cũng như là nội thất bên trong. Anh em nhìn này, đăng kiểm tháng 7 năm 2020. Mở ra xe ra thơm phức, thơm kiểu SUV hạng sang anh em. Túi khí này, phanh ABS. Ghế này, con này là 5 chỗ thôi nhưng mà nó 5x2 nên đằng sau cốp rất là rộng. Nhưng mà cái hai ghế đằng sau người ta tháo rồi, chỉ đăng ký 5 chỗ thôi. Anh em ạ, này anh em nhìn đi. Ui, đẹp thơm thôi rồi. Keo chỉ cột kèo zin đét từ A đến Z, không có một vết va chạm, cọ quẹt gì. Máy móc cực kỳ sáng trưng. Escape là một cái thương hiệu nó nổi tiếng của Mỹ. Nó cực đẹp luôn, không có cái gì chê được nó. Anh em là đến đây máy 2.3, anh em đạp nhẹ phát nó nào cái vù phát mất. Phát nào ưa xích tốc độ cũng như là cái sự dẻo dai bền bỉ. Gầm cao bệ thoáng thì liên hệ với em. Số điện thoại 0326062789. Để sở hữu ngay chiếc Escape này với giá 292 triệu đồng. Số tự động đời 2008 anh em nhé. Daewoo Gencha đời 2007. Con này thì biển tư nhân Hà Nội. Bán giá 145 triệu đồng. Đăng kiểm tháng 4 năm 2020. Rất là đẹp. Màu đen. Có 145 thôi. Anh em nào về làm dịch vụ vẫn rất là ok anh em nhé. Đấy, nốp thỏ ra ngoài trông cái rãnh rất là sâu. Đây, Innova đời 2007. Số sàn máy 2.0, đăng kiểm tháng 9 năm 2020. Chiếc này biển Nghệ An 37. Con này em bán giá 236 triệu đồng. Đó, rất là rẻ. Là bản Z nâng G nhé. Còn đây là G xịn, vừa về xong, về hôm xưa. Chiếc này thì tên tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, bản G xịn đời 2010, 30E33089, cực đẹp luôn, đăng kiểm dài dài tháng 3, tháng 10 năm 2020, giá bán 348 triệu đồng bao rút hồ sơ cho anh em. Đời 2010 nhá, đời cao luôn anh em nhìn này. Đấy, túi khí này, cụm ABS này, màn hình cam nổi không thiếu một cái gì. Ghế rất là đẹp, mới cứng. Thế anh em chỉ cần đánh một chút color nội thất là anh em cảm thấy chiếc này nó rất là đẹp rồi. Trần nỉ nguyên bản này, tất cả đều nguyên bản, chiếc 7 chỗ này. Alo em, để nhận ngay cái giá ưu đãi hơn một chút, 348 triệu đồng này. Nốp mới, na răng đúc theo xe, xịn mà. Máy móc con này thì anh em khỏi phải bàn luôn. Đời 2010, máy cực chất. Giá có 348 triệu đồng thôi. Đó, anh em nhìn thấy form dáng này, không hề đâm đụng gọn quẹt ngập nước gì nhá. Bên em không làm xe tai nạn nên anh em cứ an tâm, chỉ có quẹt quẹt nhẹ nhẹ thì em cũng nói với khách hàng. Khách hàng đến xem em cũng nói quẹt vào đâu nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, hay bật tai đèn hay là tí ba để sốc các thứ, em vẫn nói cho khách hàng. Chứ không có cái chuyện là bảo xe đi bao nhiêu năm xe cũ mà ông đi mà không bị va quẹt gì, nó vô lý mầm nhá.
anh em nhé. Đây, hiện tại trước mắt anh em là chiếc Hyundai Elantra đời 2008 số sàn máy 1.6. Rất là rộng rãi đẹp, nhìn form dáng bên ngoài anh em rất là yêu. Con này bán 198 triệu đồng. Tên tư nhân biển Nam Định. Rất là đẹp, tem sườn nhìn rất là nổi bật. Đăng kiểm thì tháng 12 năm 2019. Đấy, lốp nắp mới. Rất là đẹp. Elantra đẹp chấm hết luôn. Có cái nội thất hơi già xấu thì bên em sẽ bọc nội thất mới theo cái màu yêu thích của khách hàng. Miễn phí anh em nhé. Giá bán 198 triệu đồng. Hyundai Getz đời 2010 bán 189 triệu. Tên tư nhân biển Hà Nội. Con này thì quay luôn cái vừa về thôi, em sẽ quay luôn cái nội thất cho anh em xem. Xem qua. Đây. Đấy, nội thất thì cũng có chỗ rách rồi, nhìn này, đó. Túi khí đầy đủ. Nói chung là dòng Getz này anh em biết rồi, xăng nó ăn rất là ít. 5 lít rưỡi cho 100 km thôi.